rồi chị ơi, điều em lo sợ đã đến rồi. Chị Bóng à? Trời ơi, em muốn là em với chị Ngọc đổi với nhau thôi thì dễ hơn. Trời ơi, đổi với ai? Đừng là Hà nha mọi người ơi, đừng là Kilo nha mọi người. Hay quá chị ơi, cái này là phương án đơn nhất có thể rồi chị ạ. Phương án đơn nhất có thể là team mình. Hai chị đúng đổi rồi. Nhau. Sau khi mình nhận xong em mới chợt nhận ra một điều ấy là cái điện thoại nào cá tính của người đấy ấy, chị. Thế nên mình mà nghĩ trước thì mình cũng đã đỡ. Tôi hơi bị thích con này. Ê, xinh quá. Của em còn bất ngờ hơn là chị. Cùng với tông màu em đang mặc vừa rồi luôn. Hai cái lông mày hơi bị được. Ba, bốn. Tháng ngày đi qua sẽ còn lại gì trong tôi dấu yêu xưa người ơi. Về nơi đâu những ngàn vui. Hát là về tất hát đây. Ngày tươi ngầm vui. Giang Hồng Ngọc lại còn giỏi hơn Hồng Nhung à, về cái việc mà hoán đổi. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Là chỗ nào? Bỗng giờ phải chỉ cho Bỗng chỗ này này. Trái thì thành phải thì thành trái. Thế là thôi tôi cùng tay cùng chân. Cùng tay cùng chân. À Bóng ở đây. Dạ. Giữa trời. Ngọc giữa trời. Hay là tôi đã về đâu. Đúng rồi. Sao? Khúc đấy Bóng cứ đứng gần chị Ngọc là được. Sao? Về. Hà Kinuo là người mà đã phải vỗ vai cả hai chị. Và là cuộc hai chị cứ yên tâm. Hai chị cứ yên tâm. Sẽ đâu vào đó. Tập xong rồi mệt là mình ăn một ít kem giải nhiệt đi nè. Cái bốt đỏ chị rất là xinh và hợp với đúng rồi, đúng rồi. Đó. Đúng chính xác thế. Mà tính của Bóng với chị là lúc nào cũng phải cùng màu mới chịu. Đó. Thank you em. Buồn vui hôm qua như xé tim tôi khi tôi mơ, bật làm tôi khóc với những nỗi đau của riêng tôi. Tháng ngày trôi qua sẽ còn lại gì trong tôi dấu yêu xưa người ơi. Về nơi đâu những mộng mơ, về nơi đâu nơi tôi ngừng vui. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tuổi thần tiên. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Cố lên bác ơi. Nhóm em xong rồi ạ. Xin hết rồi. Cái sự hoán đổi này nó cũng không làm thay đổi quá nhiều cái thử thách đối với các bạn. Tôi thì tôi muốn rằng là nếu như Hà Kino có thể tự tin hơn nữa, bạn có thể chọn được một cái câu solo nào để bạn có thể hát. Để nhóm ba người sẽ là nhóm vocal. Thì tôi nghe mấy bạn hòa với cả hai giọng ca này thì cũng rất là tuyệt vời. Cho nên là bạn hãy cố gắng lên. Chúng biết là mọi người sẽ giấu bài và còn rất nhiều chiêu trò ở trong cái tiết mục này, nhưng với cái đoạn biểu diễn vừa rồi á thì chắc là mọi người phải cố gắng và phải tập luyện nhiều hơn nữa để cho cái năng lượng của ba người phải hòa hợp nhau. Và sau buổi này mọi người sẽ ngồi lại với nhau và đưa ra một cái hướng nào đó để mà nó mood hơn và nó cảm xúc hơn với tiết mục này. Olala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Olala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.